Chào các bạn nhá. Lâu rồi mình cũng lại không ra cái khu vực bên này nhá. Đồng mình ấy, họ đang chuẩn bị cấy hái này. Hôm nay thì trời nó rét. Mình sẽ giúp những dưới này, không biết có cá nó giúp ở dưới sườn không á. Giúp sườn bèo ấy. Các bạn theo chân mình nhá. Ok. Tính toán cho lắm, đi tắm cũng phải cởi chuồng. Trời rét quá các bạn. Đây, chủ yếu là giúp ở sườn bèo thôi. Con tôm nhỏ lắm. Chưa gì rối rầy lung tung này. Bực hết cả mình. À thì khéo lộn cổ ông đây thì xong. Không em nào. Đây các bạn ơi, mình ra mình ăn bám cái đàn vịt này nhá. Đây này, đàn vịt đây. Nó sẽ có cá nó vùng quanh ăn cá, ăn cám các bạn ạ. Hy vọng là sẽ kiếm được. Một em. Động thế mà không nên. Hai em. Đẹp quá mà không, nó không, không ra ăn cám. Các bạn nó rét các bạn. Đấy, tép nhỏ. Nó rét nó không lên. Mại bé lắm. Đây vớt đây thì nhặt vào cho vịt. Trời ơi, phi. Phi to. Phi được các bạn. Đây các bạn nhá, lại xuống khu này. Hôm nay nói chung là đi tất cả các chỗ rồi. Không có gì.
quá đen cho đội tuyển nhà. Chấp nhận rồi các bạn. Ôi, ôi trời ơi, một em. Thôi, chấp nhận bắt được con phi này các bạn. Đây, phi đây. Ui giời ơi, phi nó rút sườn bờ, nó dựa sườn bờ các bạn ơi. Vâng, dựa nó khoai bên đấy thôi à. Thế mất các bạn ạ. Không mất được. Nói chung là hôm nay đen. Trời rét nên chỉ được cá này các bạn ạ. Không có cá to. Tôm này mình không lấy nhá. Cho cá bé. Đây các bạn. Dựa ít lắm các bạn. Nói chung là không có lắm. Con thôi. Thôi, vào đây các bạn ơi.